Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm kẹo ngậm ho thảo dược Zicola do Thụy Sĩ sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về kẹo ngậm ho thảo dược Zicola cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm kẹo ngậm ho thảo dược Zicola có thành phần là cây cơm cháy, cây thi nữ, cây cẩm quỷ, bạc hà cay, cỏ xạ hương, cây anh thảo, cây sô thơm, cây thục quỷ, cây thủy cự, cỏ thi, cây bạc hà trắng. Kẹo ngậm ho thảo dược Zicola được bào chế dưới dạng kẹo ngậm kẹo ngậm ho thảo dược di cola mang lại cho người dùng công dụng chứa tinh dầu bạc hà trong sự pha trộn của các loại thảo mộc được trồng theo phương pháp hữu cơ trên các vùng núi cao thụy sĩ giúp ngăn ngừa ho và làm dịu cơn đau họng giảm ngay hiện tượng mất giọng nói khô miệng đau miệng khô họng giúp thông tắc mũi tức thì làm giảm khó chịu do sổ mũi ngạt mũi kẹo ngậm giảm ho ricola không đường tốt cho sức khỏe đặc biệt đối với những người đang trong giai đoạn thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân hoặc mắc bệnh tiểu đường cách dùng Liều dùng của kẹo ngậm ho thảo dược Ricola, dùng ngậm hàng ngày. Chống chỉ định khi sử dụng kẹo ngậm ho thảo dược Ricola, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, từ từ ngậm để cảm nhận vị ngọt của mỗi viên kẹo Ricola và để chúng tan chảy trong miệng không nên cắn, nhai sẽ làm giảm tác dụng và độ ngon của kẹo. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm kẹo ngậm ho thảo dược Zicola, đồng thời biết cách sử dụng kẹo ngậm ho thảo dược Zicola sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham